Amtayu hồi 146. Các bạn có thấy là dạo này mình ra Amtayu nhiều hơn và đều hơn không? Đó chính là do cái kinh phí của những bạn đã bỏ tiền ra mua phản phong thần. Thì từ những cái kinh phí này mình đã có tiền để thuê thêm team để hỗ trợ mình trong công việc để có thể ra truyện nhiều hơn từ phản phong thần cho tới Amtayu. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những chi phí mà các bạn bỏ ra đầu tư cho phản phong thần. Ở hồi trước thì ta biết được ngoài 8 vị chấp pháp giả vẫn còn một thế lực bí ẩn tồn tại mang đẳng cấp thiên tôn. Người này là ai mà có đủ sức mạnh trước mặt các vị chấp pháp giả lấy đi thân thể của khai tịch giả? Còn người nhập vào từ tỉnh là ai mà mạnh đến mức có thể giết cả bản phân thân của Linh Uy chỉ trong vài chiêu? Rồi vì tại sao Sa Ngộ Tỉnh và Thông Thiên đột nhiên là có thiên bi? Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng dấu vết kẻ bí ẩn này lại không thể nào làm cho Tê Chiếu yên tâm được. Lúc này, diệt thế của đồ xà đã được đánh thức hoàn toàn. Một lát nữa thôi, đại họa sẽ xảy ra. Tê Chiếu có chút tiếc nuối trong lời nói, Tôn Ngộ Không, chỉ cần con đại xà này thức tỉnh thì lập tức tuần thiên giới này sẽ xong đời. Ta thật sự xem ngươi là huynh đệ, ngươi biết ta làm điều này vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại chấp nhận cả đời này bị bọn chấp pháp giả đè trên đầu? Ngươi không muốn được tự do sao? Tê Chiếu thật sự nghĩ mãi không thông, vì sao Ngộ Không lại không chịu nghe theo lời hắn? Ngộ Không cũng rất kiên quyết đáp: Tê Chiếu, hôm nay ngươi cho là các chấp pháp giả cản đường ngươi, thì dù ngươi có chiến thắng, thì sau này cũng sẽ có kẻ khác xem ngươi là kẻ chắn đường, rồi lại tìm cách lật đổ ngươi, giống như những gì ngươi đã làm hôm nay. Tê Chiếu, con đường của ngươi là quá sai rồi, ngươi chỉ đang lặp lại những bi kịch mà thôi. Tận sâu trong thâm tâm Ngộ Không biết, cái chấp pháp giả đưa ra rất nhiều quy tắc cho vũ trụ này là để hạn chế sự phát triển của các sinh vật. Nhưng nhìn lại thì vũ trụ này đang rất bình an. Các thế lực đều yên tâm với vị trí của mình, nếu có xung đột thì chỉ là những cuộc chiến nhỏ không đáng kể. Hôm nay Tê Chiếu lật đổ cái chấp pháp giả thì sao? Thì hắn sẽ luôn sống trong lo sợ, sợ một kẻ nào khác mưu mô hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn lật đổ hắn. Từ đó, hắn sẽ tạo ra những quy chế hà khắc hơn hiện tại gấp trăm lần, độc đoán hơn gấp trăm lần. Ngộ Không thật sự không thể để điều này xảy ra. Tôn Ngộ Không bước từ từ đến bên cạnh Tê Chiếu, một tay nện thẳng vào mặt Tê Chiếu. Tê Chiếu cũng không kịp né, nhưng tay kia thì đánh vào bên sườn của Tôn Ngộ Không. Hai bên liên tục tung ra những quyền cước, tốc độ cũng rất bình thường. Thoáng nhìn thì chẳng khác gì những phàm nhân nơi trần gian đánh nhau, không pháp thuật, không tốc độ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở cảnh giới này, cả hai chính xác hiểu được pháp thuật có lẽ không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Dùng pháp thuật với đối phương chỉ làm mất thêm thời gian và linh lực. Từng quyền từng cước nhìn thì thấy nhẹ nhàng, nhưng do là nó chạm vào cơ thể một thiên tôn, nhưng nếu để chạm vào cơ thể một kẻ có cấp độ thấp hơn thì chắc đến xương cốt cũng tan thành tro. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa một vũ trụ chi lý. Lúc này những kẻ ở cấp giới chủ đỉnh phong thật sự không thể nào là đối thủ của cả hai, trừ khi là 6 vị giới chủ cùng lúc mang 6 thiên bi ra thì may ra ngang sức. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu lúc này đúng là không thể phân cao thấp nữa rồi. Tê Chiếu từ hơn 10 vạn năm trước đã là ma quân vũ trụ đệ nhất nhân cảnh giới thiên tôn, vậy mà giờ đây là đánh tay đôi ngang sức với một tên vô danh tiểu tốt đến từ tiểu thế giới. Tê Chiếu thực sự không thể chấp nhận được việc này. Làm sao một kẻ như Tôn Ngộ Không lại gặp những may mắn như vậy? Từ việc có thiên bi, rồi được bồi dưỡng rèn luyện cách tuyệt kỹ mà người khác mất vài ngàn năm mới có được. Bây giờ, Tôn Ngộ Không chính xác là một kẻ mạnh nhất tiểu thế giới. Những kẻ đứng đầu tiểu thế giới như Đông Hoàng Thái Nhất hay Yêu Hoàng Đế Tuấn, thật sự so với Tôn Ngộ Không bây giờ là quá xa. Giờ đây, Ngộ Không lại một đường phi thăng đến cảnh giới thiên tôn. Chính xác là cảnh giới thiên tôn. Từ lúc ngũ hành trong cơ thể Ngộ Không được cân đối, thì do phẫn nộ cực độ, Ngộ Không đã vô tình đẩy được sức mạnh của mình chạm được đến cảnh giới thiên tôn, nhưng có thể đánh ngang cơ với Tê Chiếu thì cũng là do Tê Chiếu có phần nương tay để thăm dò. Tê Chiếu thực sự có chút lo sợ với kẻ vô danh tiểu tốt này, sao hắn lại có thể đề thăng nhanh như vậy? Không biết sắp tới Ngộ Không sẽ có chiêu số gì không? Tê Chiếu vốn bản thân đã là một thiên tôn, còn Ngộ Không là một kẻ may mắn được đề thăng, nên nếu trận đấu này kéo dài thì bất lợi chắc chắn sẽ là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhất định phải có một chiêu thức gì đó chí mạng kết liễu Tê Chiếu. Chiêu thức đó bắt nguồn từ bàn cổ, đó chính là Hỗn Độn Ngũ Quyết và Phong Thiên Ấn. Cả hai đều là bí thuật của Sáng Thế Thần Quốc. Hỗn Độn Ngũ Quyết có sức tấn công mãnh liệt nhưng thiếu độ chính xác, còn Phong Thiên Ấn lại có khả năng giam giữ kẻ thù một cách chính xác triệt để. Nhưng theo luật của Sáng Thế Thần Quốc, chỉ người nào trong Hỗn Độn tộc mới có thể sử dụng Hỗn Độn Ngũ Quyết, và những ai không phải trong Hỗn Độn tộc thì mới được học Phong Thiên Ấn. Và tất nhiên hai chiêu thức này chỉ dành cho những vị trí cao cấp nhất trong thần quốc, ai dám học cả hai sẽ bị trị tội rất nặng, bởi vì khi đó người này sẽ trở thành kẻ nguy hiểm. Vậy mà giờ đây Ngộ Không lại có cả hai mà còn ở cấp độ cao nhất. Nếu như giới chủ Sáng Thế Thần Quốc có mặt tại đây chắc cũng không dám tin điều này. Điều Tôn Ngộ Không lo lắng bây giờ không phải là Tê Chiếu, mà là con thần thú khủng bố nhất vũ trụ, diệt thế của đầu xà. Hai chiêu thức này chưa chắc có thể làm gì được nó. Lúc này, 8 cái đầu còn lại của diệt thế của đầu xà đã hoàn toàn thức tỉnh. 8 luồng không khí áp lực tỏa lên không trung, khiến tất cả quỳ rạp xuống. Trừ Tôn Ngộ Không, Đạo Chuẩn, Sa Ngộ Tỉnh và Linh Uy, thì tất cả đều bị luồng khí thế này uy áp đè mạnh. Trừ 5 người này thì còn có một kẻ đứng ung dung chắp tay quan sát từ xa. Tê Chiếu ơi là Tê Chiếu, đây là giây phút quan trọng nhất. Được ăn cả, ngã về không. Nếu thất bại thì tất cả hồn phi phách tán, nhưng nếu thành công thì vũ trụ này sẽ phải nghe theo lời một mình ta. Nhưng trước khi tuần thiên giới này bị hủy diệt, phải mang Tê Chiếu cùng Linh Uy thoát ra ngoài. Dù sao thì một vũ trụ chỉ có một thiên tôn là cũng không được. Nói xong, người linh giả biến mất. Người linh giả cần đi mở ngay một cái đại trận để bao phủ toàn bộ tuần thiên giới, ngăn chặn sự phát hiện của các chấp pháp giả.
Để có được đại trận này, người linh giả đã mất 8.000 năm để nghiên cứu, nhưng năng lượng của tuần thiên giới là quá to lớn. Linh lực của người linh giả chỉ có thể duy trì đại trận này trong 3 ngày mà thôi, bởi vì các chấp pháp giả ở rất xa tuần thiên giới. Nếu như có phát hiện thấy dị biến gì đó và đại trận đã kịp mở ra, thì khi dùng linh lực quan sát từ xa, các chấp pháp giả cũng sẽ chỉ thấy một tuần thiên giả bình yên như mọi ngày. Nhưng khi người linh giả biến mất, chỉ vài giây sau hắn lại quay trở về địa điểm ban đầu. Quái lạ, hắn còn tưởng là không gian đó có dị biến, nhưng đại xà đã hành động gì đâu. Thử lại thêm một lần nữa, người linh giả đều bị quay về chỗ cũ. Biết là có kẻ chơi xỏ mình, người linh giả lên tiếng: "Là kẻ nào, mau ra mặt đi." Từ trong không trung một giọng nói vang lên: "Ha ha, người linh giả quả nhiên là quá nhạy bén, vậy mà cũng để ngài phát hiện. Kẻ này là ai mà có khả năng trêu đùa với cả người linh giả? Hắn có thực lực mạnh cỡ nào? Trong vũ trụ vậy mà có một kẻ mạnh hơn cả người linh giả hay sao? Hắn là ai, có uy lực cỡ nào, đến từ thế lực nào?" Hãy đón chờ hồi sau. Tham gia cộng đồng Neko và đồng bọn trên Facebook để cập nhật thông tin sớm nhất. Nếu đây là lần đầu bạn ghé qua kênh, hãy nhấn theo dõi và bật thông báo để ủng hộ kênh. Tham gia gói hội viên để có thể xem phản phong thần những tập tiếp theo và nhận xuất chiếu sớm của Hắc Ám Tây Du.